Lâm à, tao nể tình, mày là bạn thân của tao nên tao mới khuyên mày. Nghe lời tao, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp đó. Xin lỗi, tao với mày không chung một con đường, cũng không phải là bạn bè của nhau. Về đi, sau này đừng gặp tao nữa. Qua cái tiệm cho tao. Nhà tao mà cũng dám quậy hả? Hả? Mày ở kia. Tống cổ nó đi. Dạ. Dạ. Không lý nào, không lý nào con đồng nó lại treo cổ tự tử như vậy. Đáng lẽ nó phải đi xa rồi chứ. Chắc chắn là có kẻ thứ ba nhúng tay vào rồi.